Hi, xin chào 500 anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ săn giúp Mai cùng với khẩu AN94 mới và cây đao knife vàng. Rồi, hai cái thứ này là hàng free, điểm danh nhận được từ ngày 29 đến ngày 30. Rồi, anh em có thể trải nghiệm free. Rồi, tránh mình, thế mèo nào lại thành Zumbai, cái đời nó khắm thế nhỉ. Sorry nhá, cái đấy là do bạn mà. Là nhé, bạn quà với mình là bạn cào được mình rồi. Thế méo nào sợ mình làm Dubai. Thanh niên bay ngược trở lại và cái kết là rất là đẹp. Là gì đây? Muốn lừa tình nhỉ? Thôi, mình không phải là cái dạng mà dễ dụ đâu. Mình nói chung là lâu năm rồi, khó lắm. Cái khẩu này thì đang rất là to anh em ạ, bán rất là phê. Khẩu này mà chuyên săn Dubai thì nó rất là tuyệt vời, tại vì đam này to này, với lại đàn cũng khá là nhiều nên việc săn dung bài với khẩu này rất là dễ dàng, thay đàn cũng khá là nhanh. Mình không hiểu sao CFM lại cho free. Úi rồi hay thế, trong khi mạng lag mình vẫn dám cận chiến được. Nói chung là mình lầy lội mác luôn rồi. Rồi, nói chung là mấy hôm nay thì ping không hiểu sao là rất là cao và stream thì rất là lag luôn. Mình nghĩ là do bị đứt cáp tiếp rồi, chắc chắn luôn. Cứ việc cái mạng Việt Nam mới củi bắp vờ cờ ra, thế méo nào kiện nhà mạng không được. Dùng thì hút máu, gói cước thì hút máu mà dùng thì cực kỳ củi bắp, méo thì tin được. Rồi, cái đao này thì anh em bắc cua hơi bị ngon đấy, và mình thấy là nó dài hơn là đao cũ và chạy nhảy nó cũng tốt hơn nhiều, nên bắt cua với cái đao này cũng rất là ổn đấy, không phải là rằng vừa đâu. Rồi, mất cái giáp rồi, lên đây thẩm du cũng được. Rồi, lên đây kiếm cái multi kill. Rồi, lên đây anh em, lên đây hiến kill cho mình cảm ơn rất là nhiều. Rồi anh em khựa, rồi cứ lên đây anh em mình cùng tăng kill cho nhau. Rồi bạn hiến kill hay lắm. Úi rồi biến ra nữa, kinh vãi nồi. Gì đây, khẩu này đam to phết nha anh em ạ. À, đến phút giây này là đam tận 130 mấy luôn, cực kỳ kinh khủng tởm luôn. Cái dòng AN94 là đam nó rất là to rồi và nó cũng khá là ổn định. Tuy không nói là nó có thể là cực kỳ ổn định được, nó cũng khá là ổn định thôi. Các bạn sấy thì nó cũng không giật nhiều. Và nó mà đi C4 thì mình nghĩ là nó cũng rất là tuyệt vời, tại vì đam nó to mà, với lại cũng không phải là cái thuộc dạng là giật hơi bị nhiều. Nó nói chung là nó là một dòng rất là khác khác những cái dòng súng trường khác, kiểu như M4 và AK đấy. Rồi chúng ta sẽ lên trên này đi, đứng chỗ nguy hiểm là không nên, tại vì dạo này Dubai bay cào rất là xa, không hiểu sao luôn. Ping thì xanh mà ping tầm ba chín mấy trở lên, 9 lít trở lên là không nên lại gần Dubai bay làm gì, nó cào xa lắm anh em ạ. Với lại không nên lùn nick làm gì, ping tầm 5x 6x thôi anh em có thể lao vào chơi như thần, chứ còn ping kiểu này thì đúng là sấp mặt. Gì đây, nó lừa tình này, những thấy lừa tình này xưa rồi, nó chiêu trò lừa tình nó quá xưa rồi. Đối với anh em này nói chung là nó quá già dặn kinh nghiệm rồi. Rồi sao bị hành miết thế này, đổi gió đi em ơi, đừng có đứng một mình như thế, phải di chuyển đi. Rồi sấp mạt gì thế, thủ hàng thất thủ rồi, hay lắm. Dubai lại tăng lên, cơ hội được trở thành hero là rất là cao đây. Cái gì thế, cái thằng này thôi chạy chạy, cầm cái đao này bắc cua cũng rất là sướng, vì bắc cua thì cần những cái khẩu, cần những cái vũ khí đó là mà nó phải ít, nó phải bé bắc cua nó mới sướng. Còn những cái ví dụ như đao Transformer thì nó bắc cua rất là khó, nhưng cố gắng thôi, nhưng cái gì cũng bắc cua được hết, quan trọng là người cầm nó như thế nào thôi. Sau lưng kia chạy, tụi kia nó thủ dâm trong cái lòng kia khiếp quá anh em ạ. À, chơi mà cứ thẩm du kiểu đấy thì đúng là mấy thằng dùng bài cũng ức chế cực luôn. Rồi thanh niên này chết này, kìa sau lưng kia. Rồi thì mày, em đã sấp mặt thôi, mình báo rồi, mình đã bắn cover thế rồi mà bạn không chịu chạy thì mình cũng chịu luôn rồi.
cái đỉnh mày tính bắn mà à, tính cận chiến mà tự dưng nó lại ấy rồi gì đây, từ từ thôi, kiếm cái cận chiến à. Rồi gì thế, vãi xoài, số lượng zumba tăng lên và mình đã có hero rồi, tuyệt vời. Thế này thì ngon lắm, cứ từ từ mà nhai. Ô từ từ đem đi, sắn với nhau làm gì, sắn với nhau làm gì. Rồi những phút giây cận chiến, alo vãi xoài, thế méo là tính cận chiến ạ. Rồi chơi luôn, để chờ gần hết giờ rồi, không làm được gì nhau đâu. Đó, nói chung là chơi bên CM China thì cố mà tránh nhau thôi, tránh bài thôi chứ không nên lao vào làm gì. Đó, nó cào là xa cực luôn, hero chưa kịp lại gần nó đã cào chết rồi. Nên chơi cái bên CM China thì phải chạy sấp mặt lờ, chứ méo bao giờ mà cân được zombie đâu. Từ khi mà mạng nó ổn định thì mới cân được thôi, chứ còn bình thường thì khám lắm, làm gì mà cân được, cân bằng mắt ý. Mấy cái lúc mà mạng như này thì chuyên chạy thôi. Cái clip AA12 VIP 2 đấy mình chạy cực luôn, méo hiểu tại sao hôm đấy toàn pro vào San Dubai, mình chạy sấp mặt lờ, thế mà may mà vẫn làm được cái clip. Không như mình làm miết các bạn ạ, làm đi làm lại mà người ta săn nó kinh quá, zombie nó cứ cào nhanh cực luôn, cứ vào mới được vài giây là zombie nó ở đông và nó đuổi theo và cào ra xa, làm mình săn zombie rất là khó. Bây giờ thì nó bớt xíu rồi, rồi bớt tí chứ săn kiểu đấy thì đúng là chơi cả hơn bên CFM, bên server QQ luôn. Cái định mệnh cận chiến thôi, cứ được nước là lấn tới, đéo sợ thằng nào. Cứ cận chiến bớt zombie săn nó bớt nguy hiểm hơn. Rồi, để những cái thằng tin nhanh lại thôi, còn những thằng râu ria thì cho nó chết luôn. Gì đây, úi dồi ôi, cái định mệnh hết đạn, what the hell. Nói chung cái set này thì mình rất là thích, nó mà cho free như thế này thì đúng là quá ngon luôn. Anh em mới vào chơi thì chơi những cái khẩu như thế này thì rất là tuyệt vời, quá ngon rồi, không chê vào đâu được. Cái này thì có thanh niên bảo là AN94 Ultimate Gold, cái méo nào có phải gold hết toàn phần đâu, nó chỉ gold vài đường nét thôi, thế mà gọi là gold các thứ. Cái này không phải là gold đâu, thì chắc chắn là cái tên gọi khẩu này sẽ khác. Nhưng mà mình bỏ vào Google gì thì nó vẫn chưa. Ấy da, gì đây, chơi luôn, chạy đâu, không chạy thoát được, đi luôn, hay lắm. Rồi sắp mặt lờ, em nó vào đường cùng rồi, không biết là nên chạy đi đâu và về đâu luôn, đi đường nào cũng chết, thằng nào cũng chạy tới cận chiến. Bọn này máu cận chiến vờ lờ, cận chiến vừa thôi để người ta còn sống với. Để chơi bên CM China CFL Việt thì luôn luôn lên đây. À trời ơi, cầm tơ thế này thắm quá anh em ạ. Chơi cầm tơ thế này, rồi chạy đâu cho thoát anh em, chạy đâu. Cái điện mày đừng bắn cover nào, đã đủ thằng này lừa tình, thằng này lừa tình. Ô thằng này lừa tình này, mái xoài. Lừa tình ở cái phiên bản này nó không được đâu anh em ạ. Cái cào nó cực kỳ dị luôn. Nói chung để là những thằng AFK. Còn những cái thằng này muốn cận chiến à? Phải, mình không để ý, mình còn có hơn 200 máu thôi. Tuy nhiên bay xuống cận chiến như thần. Rồi và đi luôn. AFK VIP. Kinh vãi. Và mình sẽ đợi hồi máu một tí thì mình sẽ lên cân luôn. Trời ơi gì đấy. Vâng, top 1 rồi, rất là dễ dàng. Cái này bắn nó dễ quá anh em ạ. Với lại đam nó rất là to, việc lấy cứu rất là đơn giản luôn. Ê cái đỉnh mày, sao nhanh thế, nó không chờ mình với. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn. Xem nếu thấy hay thì ấn like và share clip của mình nhé. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật những clip mới nhất. Và hãy comment những ý kiến của bạn bên dưới clip của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.